mày sợ camera à? Rồi, hello anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Hiếu Phương Lâm. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời anh em ơi. Hôm nay có vẻ nắng lên sớm đấy. Bây giờ hiện tại đang là 6 giờ, khoảng 6 giờ thiếu cỡ đó. Và hiện tại thì Hiếu đang có mặt tại Madagui của huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng anh em. Nay tiếp tục đi săn trầm ở núi đây. Ở đây có một khung cảnh rất đẹp. Buổi sáng thì sương, hôm nay cũng không có dày sương lắm. Nay sương mù cũng nhẹ nhẹ thôi, cũng bình thường. Ở đây có một con sông rất đẹp luôn anh em này. Đặc sản của Madagui là sông và rừng. Nhưng mà có một thứ nữa đó là thương hiệu của huyện Đạ Hoai này. Nói chung đó là sầu riêng nha anh em. Những farm sầu riêng, những vườn sầu riêng bạt ngàn luôn. Và ở vùng này thì sầu riêng rất ngon nha anh em nhé. Anh em không biết ở những vùng khác đã được thưởng thức món sầu riêng của huyện Đạ Hoai chưa. Đó. Sông này chính là dòng sông Đạ Hoai này anh em này. Đó, dòng sông lớn của huyện Đạ Hoai này. Mình giới thiệu sơ cho anh em biết. Thì bây giờ đang là nước này là nhỏ ấy chứ Sơn. Nước lớn là nó ngập hết luôn đấy chứ. Thì cái dòng sông này là nó sẽ có giờ đóng đập và mở đập ở trên phía trên đập thủy điện Đạm Ri. Đạm Ri. Nó nằm thuộc về hướng K4 đi thẳng ra Bảo Lộc đó mọi người. Đến giờ chiều á là sẽ nước sẽ lớn hơn nhé mọi người nhé. Nước sẽ lớn hơn nhưng mà sẽ đục hơn chứ không được trong như vậy đâu. Hôm nay đẹp trời lắm. Và bây giờ thì hôm nay đi với anh thằng em đây là nó đi đánh gà nha mọi người. Nay ráng kiếm vài cục về nhậu coi. Đau bảo tử uống cà phê được và uống rượu được mày ạ. Rồi thôi bây giờ anh em mình sẽ đi theo lối này để đi vào rừng nha anh em. Và đặc biệt cái nữa là chim ở vùng Madagui này khá là hay đó anh em ạ. Đó, tỷ lệ xác suất hay thì rất là cao. Nếu mà bắt được 10 con thì tuyển lựa lại thì ít nhất cũng phải được 1 đến 2 con nha anh em nhé. Và cái chất giọng của nó rất là tốt. Hôm nay là sẽ cố gắng để săn cọp cho anh em. Rồi, hẹn anh em trong những clip của ngày hôm nay. Đi thế nào?
lại phát tung. Chết chơi cũng hay lắm đó anh em. Điên này. Mèo dài ghê. Ít chè. Rồi. Đây là mã số 178 nha anh em nha. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm chiến binh mang mã số 179. Mời anh em đón xem.